Xin chào tất cả quý vị chị và con, các bác cùng toàn thể mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với Khải Đăng. Khải Đăng rất mong muốn được giao lưu trực tiếp cùng với tất cả quý vị chị và con. Nên quý vị chị và con anh em mình đi qua để lại cho Khải Đăng xin một like, một đăng ký kênh và một chia sẻ, một follow kênh được không ạ? Quý anh chị bà con có điều kiện anh em mình qua cửa hàng, anh em mình có thể gặp Khả Năng Ô Tô. Chưa đến em mời cơm quý vị anh chị, nước chè em mời các bác, thuốc nào Tiên Nãng, nước chè Thái Nguyên góc nhá. Mời nhiệt tình, cơm đến cơm trưa ăn cơm thường thôi, cơm canh đau mắm có thịt nhưng vẫn yêu nhau như ngày nào. Nhiều người thì cứ hỏi tại sao đấy, anh em mình cứ qua gặp Khả Năng Ô Tô thì sẽ biết các bác nhá. Khả Năng Ô Tô còn rất là nhiều xe đây. Quý anh chị bà con anh em mình qua cửa hàng, anh em mình tham khảo xem được thì anh em mình lấy, không lấy được thì anh em mình lấy chỗ khác cũng ok. Vì buôn bán bây giờ nó phải mở các bạn, nó phải phù hợp, nó phải hợp lý thì mấy anh em mình mới đến với nhau được. Còn lại là xe cộ thì nó thật các bác là xe cũ, không phải là xe mới đâu. Nên anh em nào mà chấp nhận mua xe cũ thì nó sẽ rẻ hơn một chút, nhưng mà đôi khi là nó sẽ không được như mong muốn một tí thì anh em mình phải thông cảm. Đấy, con thì sơn xấu thì nội thất đẹp, con thì nội thất đẹp thì sơn xấu, con thì đẹp rất đẹp nhưng giá lại đắt các bác nhé. Thôi thì anh em mình đợi nữa. Cứ hợp lý là anh em mình quất. Ví dụ có anh em mình có đang có 300-400 chẳng hạn thì mình qua nhà anh em này mua là ok lắm rồi. Nhưng mà anh em muốn một chiếc xe SUV hạng sang mà 300-400 thì các bác mua mới thì rất là khó đúng không? Trả góp thì cũng rất là nhiều. Lỡ rất nhiều tiền thôi, anh em mình có thể cân đối lấy một dòng xe cũ chưa hỏng ngay đâu. Nên anh em cứ đi tạm đi, sau đó anh em mình đổi các lưng đời sau các bác nhé. Không lỗ nhiều, xe cũ thì nó lỗ ít thôi. 5-70 là nhiều, còn lại là 20-30 là chuyện bình thường các bác nhé. Anh em nào mà mua mới thì lỗ hàng trăm, 150-200 nếu mà không đúng mục đích và không đúng cái yêu cầu với lại cái tài chính mình không đáp ứng đủ thì lỗ rất là nhiều. Quý chị bà con anh em mình là lựa cân đối hợp tác được thì anh em mình qua cửa hàng gặp Khả Năng Ô Tô. Em xin phép lên sóng phục vụ cho bà con một số những mẫu xe bên cửa hàng với mức giá khác nhau. Quý anh chị bà con anh em đi qua nhớ để lại một like, một đăng ký kênh và một chia sẻ kênh. Khả Năng chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Kia Sedato đời 2017-18 mang nước sơn màu trắng, 18 màu trắng nhé, là đang bán khoảng tầm 360-370 quý vị chị bà con này. 360-370 thôi, rất là rẻ. Có 2017-2018 Sedato phân khúc hạng C đến từ nhà Kia, động cơ 1.6 các bác nhé. Đấy, Hyundai Getz của thằng em nó đang đi này. Đấy, còn đấy thì nó mua có 9 mấy triệu rồi, về già dọn lên 110 mấy triệu rồi. Các bác cứ đòi đến trả 101 thì nó không bán, nó đẻo đi rồi, quyết tâm để đi rồi. Đấy, con đấy dọn đến hơn 101 rồi. Xe lỗi, đâm đầu, nhưng mà nó đẹp, sạch sẽ, gọn gàng, máy số gầm bệ đó, con đấy dòng đấy đi sướng lắm, nên là nó rất bền. Nên quý chị và con anh em mình cứ cảm thấy hợp lý là được các bạn. Kia Soluto đời 2022 các bác nhá, mã nước sơn màu trắng. Chiếc này thì em đang bán là 338 triệu cửa hàng. Giá niêm yết ở cửa hàng nhưng tất nhiên Khả Năng còn bớt chứ. Còn bao rút hồ sơ. Chiếc này thì có chạy dịch vụ gia đình ở nhà. Nhưng còn rất là đẹp. Xe đẹp lắm, 5 lốp có mê lốp theo xe đấy. Còn lại là thay một đôi lốp rồi hay sao ấy. Còn chiếc xe màu trắng xịn mà form mới có chữ Kia mới nhá. Chiếc này thì bên em đang bán là 330. Bên em mình hỗ trợ sang tên đổi chủ được các bạn. Vios đây, Vios E đời 2016 mã nước sơn màu đỏ đây quý vị anh chị và con này. Anh em nọ hỏi em nhưng mà trôi mất số rồi. Các bác nào đang hỏi lại thì anh em mình alo cho em đi. Vios E đời 2016 mang nước sơn màu đỏ xịn theo xe các bác, không đổi màu luôn. Xe đẹp lắm. Con này thì sạch sẽ, không đâm đụng va chạm gì. Keo chỉ zin, có vỡ kính lái rồi. Nhưng mà cái chất lượng xe còn rất là đẹp. Đời 2016 nguyên đế, nguyên đai, nguyên kiện này. Không đổi màu nhá, đặc biệt là không đổi màu. Keo chỉ zin cả xe luôn. Đây em quay kỹ cho bác nào hôm nọ hỏi em này. Chiếc này thì vỡ kính lái nhá, nứt kính lái rồi thay mới. Đấy. Chủ xe người ta bảo thế, còn lại là không thấy đâm vào đâu, nên là cứ xước sáp móp méo nhẹ nhẹ sơn xi lại là chuyện bình thường nhá. Nhớ anh em mua xe cũ mà không chấp nhận được cái việc người ta sơn lại thì đừng nên mua cũ nhá. Xe là phải sơn cho người ta sơn chứ đúng không? Sơn này sơn cả xe rồi đấy, đời 2016 mà sơn cả xe rồi nhưng mà thế mới đồng đều màu sơn được. Cái màu trắng như này mà các bác bảo 2022 vẫn sơn rồi chứ đừng có nói là chưa sơn, nó nghe buồn cười. Sơn ít sơn nhiều hay thôi chứ còn nó sơn là chuyện bình thường. Sau đó là máy chảy dầu thấm dầu thì anh em phải thông cảm nhá. Có như con này đời 2020 nọ để cho anh trai người Hưng Yên con rớt 2020, anh về anh kêu máy tắc đáy tắc te nó thấm dầu là chuyện bình thường. Anh thay đáy tắc te đi hoặc là thay cái đuôi phớt trục phớt đuôi đi là say là hết. Bây giờ cứ bảo là chú bảo hành cho anh là máy zin thì những cái đấy bây giờ anh thay là nó không zin thì làm sao bảo hành được. Ui nói thật với các bác là khó, thực sự khó. Anh em mua cũ anh em là lựa lên liến phiến đi nhá. Nhiều anh em không hiểu cứ nghĩ là phải zin 100% không có được. Ngay cái ốc rốn dầu cũng bắt phải zin thì thật các bác là chịu chết, không nói được gì luôn. Quý anh chị bà con anh em mình có thể trả góp tất cả những mẫu xe đời 2015-16 trở lên các bác nhé. Bên em hỗ trợ trả góp 50%. Chiếc này là Kia Sedato đời 2018 mang nước sơn màu đỏ, chiếc xe mang nước sơn màu đỏ zin chính chủ luôn, có biển Hà Nội hai chiếc và một chiếc biển Nghệ An đây. Nghệ An này thì là số tự động các bác nhé. Đời 2018 cửa tiền anh quanh khoảng từ 420-430. Còn các bác nhiều tiền hơn thì anh em có thể nghiên cứu lấy Kia Sedato đời 2019 này, bản Luxury 520, 501. Tùy theo xe quý vị chị và con ạ. Đấy, chiếc này đi.
Chiếc Kia Rio này cũng là một dòng xe mà rất là phù hợp cho anh em mình đi gia đình, hoặc là mình ngõ nhỏ, đường hẹp, thì ngõ chật và nhà nó ngắn hơn một chút thì có hatchback và dài thì có sedan. Con này thì nó mang Đức Sơn màu trắng và số tự động có bác nhé, đời 2015-16 nên quanh khoảng tầm 340-350-330 tùy theo xe. Tất cả đều tùy theo xe hết. Còn những con mà nó lỗi thì 300 các bác đến đây vẫn bán bình thường, nhưng nó phải lỗi cơ. Hay nó đâm đụng ngập nước cơ, các thứ thì sẽ có chứ. Bọn em đi mua gặp đầy. Xe đâm đụng gặp đầy. Nhưng mà nó hợp lý là được, còn mình báo với nhau cái chuẩn chuẩn tí. Đấy, con xe này thì đời 2019 này. Mazda 6 đời 2015 nhé. 2015. Chiếc này thì bên em đang để cho quý vị chị và con anh quanh khoảng hơn 42 một tí. Anh em mình qua cửa hàng xem thêm. Động cơ 2.0. Đó. Động hơi 2.0 các bác nhé. Kia Morning đời 2011 số tự động các bác ơi. Con này nhập khẩu nhá. Nhập khẩu này. Form dáng của nó là form mới rồi. Đời 2011 nhưng mà nó là số tự động. Xe đẹp lắm, nội thất các bác nhìn này. Thực sự bỏ ra số tiền khoảng tầm 240, anh em mình được hỗ trợ sang tên bộ chủ, anh em mình 230 trả thẳng. Anh em lấy xe luôn thì không sang tên nữa thì 230 thôi, thì con này rất là phù hợp. Chiếc này anh em mua 218 triệu trong Tết. 218 triệu sai ra đường xe tông luôn. Con này nó đẹp lắm. Nhưng mà bán cho các bác 230 được 12 triệu chứ mấy. Đấy. Bao rút hồ sơ nữa thì được 10 triệu, 9 triệu. Nhưng mà nhiều anh em đến cứ nghĩ là bọn địt mẹ chúng nó bán xe chúng nó lãi lắm. Ừ, thực sự là rất là lãi luôn, nhưng mà phải bán rất là nhiều xe mới có nhiều lãi các bác. Nhưng mà em nhiều xe này bán cỏ này, bán đắt rẻ thì bán rẻ đi, bán niến phiến ra đi thì con nọ bốn kia thì còn anh quanh khoảng tháng được đầu tư khoảng 10 15 tỷ thì khoảng tháng khoảng được 100 200 500 triệu các bác nhé. Đấy, nói thẳng đấy cho anh em, đầu tư khoảng 10 tỷ 15 tỷ thì khoảng được 100 200 500 triệu đến 10 tỷ. Đấy tiền lãi. Còn đang định đến cái đoạn đếm tiền thì vợ lại gọi dậy đi quay review xe nên là chưa kịp đếm. Đó. Còn bây giờ thì nói thật, tâm sự thật luôn, mỏng luôn nhé. Người khôn của khó. Ai giờ cũng biết rồi, nói thật với các bác là làm ăn nó phải thực tế, nó phải chuẩn chỉ thì mới qua công được. Con xe này Vios 2022 đi 2.3 xịn này, con này thì chuẩn chỉ này. Với 2.3 xịn bảo hành chất hãng được các bác nhé. Anh quanh khoảng tầm khuôn 500 các bạn. Đấy, 2022 nhá, mới đi được 2.2, 2.3 thôi, một chủ từ đầu, màn G nhá. Màn G nó đắt. Còn năn bánh mới bây giờ 601 ấy, anh em mình mua mới cũng được. Sunny là mẫu xe giá rẻ. Qua dịch vụ rồi, taxi rồi, nhưng mà xe rất là cứng đẹp, màu trắng đây. Chiếc này đang bán 198 triệu để cho anh em 190 bao sang tên, đời 2015, mang Đức Sơn màu trắng nhé. Bản này thì nó rộng rãi thoải mái hơn Vios một tí nhé các bạn, nhưng mà Vios thì nó có thương hiệu hơn, nó đắt hơn một tí. Đời 2013 cũng 200 thôi. Đấy, anh em mình nợ cân đối này, Vios E nhé, không phải Vios Nimo đâu, Vios E đời 2013. Dưới bên này thì anh em có thể nghiên cứu lấy con Innova với cửa tiền 320-330 số tự động các bạn ạ. Đời 2013 có, đời 2014 đây, form mới này thì nó đắt hơn một tí, khoảng tầm 340 này, anh em mình bao sang tên được rồi. Con màu trắng này thì đang rút hồ sơ cho khách và sắp về một con như thế này. Một chiếc Hyundai Accent đời 2013, 5 nốp còn theo xe cơ, dã man lắm, có một con đấy. 5 nốp còn theo xe nên là rất là đẹp, cứng cáp, zin không nổi. Chiếc đấy thì nhà em đang về và anh quanh dự kiến bán anh quanh khoảng tầm khuôn 320-331 các bạn. Nói chung xe đẹp, nó vô giá lắm. Có con 2012 bán có 270-280 anh em mua mất rồi. Nên là tiền nào của đấy hết. Đắt rẻ thì anh em sẽ kêu, nhưng mà phù hợp thì được. Ngoài trách này thì đời 2017, giá tiền 580. Bảo hành cho bà con được nhiều cái các bác nhé. Đây Kia Sedato đây. Nhà rất là nhiều xe, quý anh chị và con anh em đi qua để lại cho khả năng xin một like được không ạ? Một chia sẻ kênh, một đăng ký kênh nữa. Lần này YouTube thì rất ít người xem nên anh em mình qua TikTok xem ủng hộ khả năng cũng được các bác nhé. Khả năng đều có cái TikTok, YouTube và có cả Facebook luôn. Anh em cứ tìm số điện thoại của em là ra hết. Kia Kia Sedato đời 2018 này. Chiếc này thì em mua lâu lâu trong Tết, hôm trước Tết khoảng gần một tháng. Là chiếc này em đang bán là 370 để anh em 360 chuẩn thôi, bao sang tên đổi chủ các bác nhé. Đây là giá của khả năng ô tô, anh em đừng có mang cái giá của em đi so với nhân viên của em hay là cộng tác viên của em nhé. Bởi vì sao khả năng nó bán rẻ mà các bác bán cao thế, thì các bác đừng có làm việc với anh em khác mà quay ngược lại hỏi em những câu như thế, rất là buồn cười các nhé. Đấy thì em là chính chủ đây, là chủ đầu tư, chủ cửa hàng. Đấy, rất là nhiều xe em có đến khoảng 50-60% cổ phần ở trong bãi xe này. Đấy nên quý vị chị và con anh em bảo một mình em thì không làm gì khó, chém gió. Đây nhưng mà những cái mẫu xe mà em đầu tư ở đây rất là nhiều, sau đó còn chung với anh em ở đây nữa. Còn lại là nhân viên nhà em có khoảng 4-50 người các bác nhé. Rất là nhiều nhân viên. Có anh em đầu tư 1-2 xe, còn nhiều anh em thì đầu tư 5-10 xe chung nhau, còn nhiều anh em chỉ có một xe thôi hoặc là làm công thôi. Nên quý vị anh chị bà con anh em mình cứ an tâm, làm việc bên nào cũng được, nhưng mà
Khả Năng mong muốn khách hàng xem được cái video của Khả Năng ô tô này thì là khách hàng của em rồi, thì em cứ nói nhỏ quý vị chị bà con luôn là alo cho Khả Năng ô tô qua số điện thoại 0326062759, chốt giá luôn, không cần phải hỏi ai, và giá tốt nhất cho quý vị chị bà con. Tình trạng xe cộ thông báo cho bà con được, nhà mình lựa cân đối nhé. Đây Kia Phong, cái này Cerato nhá, Cerato đời 2016-17 màu trắng có hết các bác nhé. Đó, chiếc này thì nhanh quanh khoảng hơn 4 đồng thôi, anh em mình sẽ được sở hữu chính chủ luôn, đời 2016. Bao rút hồ sơ sang tên bấm biển để cho anh em 400 cũng được. Đấy, Cerato mà, Cerato thì nó là phân khúc hạng C, cửa nóc túi khí ABS đầy đủ. Gãy số vô lăng, keo chỉ zin không lỗi, máy zin. Xe đẹp không, máy zin không lỗi các bác nhé. Còn nếu mà phân khúc dưới thì có Kia Rio này. Kia Rio thì đời 2014-15, bản hatchback cũng có, bản sedan cũng có nhé. Khoảng tầm tiền 320, 330, 340 tùy theo xe. Đó, Kia Rio thì nó cũng là một dòng xe số tự động rất là bền lành. Đời 2014 để anh em 33 bao vào tên thì 320 không bao gì. Đó. Tất cả những giá xe với bên em có bớt hết, không có lùi hết, không phải bán thẳng đâu, bán đúng giá đâu. Nên các bác cứ lựa cân đối nhé. Bên em sẽ có bớt mà lọc lá cho bà con. Còn nếu anh em không thích bớt thì rao rẻ luôn, thì anh em lại bảo là bán ừ thế vừa giá, nhưng anh em đến lại còn đòi bớt thì nó thật với các bác là em không có công. Bây giờ giá cả bán công khai như này anh em mình mua vào cũng khó. Ví dụ như con này em mang bán là 480 chẳng hạn, thì các bác ui thì chết rồi, sao cái này phố ra này. À không phải, bán 480 cho các bác được thì bọn em đồng nghĩa mình mua về thấp nhất 460 rồi các bạn. Đấy, 460 hoặc là 455 triệu rồi, về dọn dẹp lên. Bán 480 bao hồ sơ thì được 15-17 triệu, mà đầu tư 450 các bác ơi. Nhiều mà, đầu tư nhiều mà, phải cho tí nãi chứ. Anh em cảm thấy hợp lý là anh em ủng hộ thôi, chứ còn nếu mà rẻ hơn được thì bọn em bán rẻ hơn rất là nhiều luôn. Đấy, nhưng mà không mua được chứ. Ví dụ con xe này chẳng hạn, em mua hơn làm hơn trăm rồi này, giờ gần 101 rồi này. Nhưng mà con Pride này đi ngon lắm, Kia Pride đời 2008 đi rất là ngon. Rất là ngon luôn các bác nhá. Số sàn đời 2008, xe đẹp, một chủ tư mới. Em mua lại của bác chủ người công an quận Hải An, người ở Thủy Nguyên Hải Phòng. Bán lại cho bác Thái Bình cách đây khoảng 1 năm 2 năm rồi. Đấy, về bây giờ em dọn dẹp đẹp đẽ, sơn xi ngon lành này, thay cái đôi gương đẹp rồi. Hôm nọ gương bác ấy đi vỡ mất một bên thì em thay về cái đôi gương chính chủ của nó rồi, có chỉnh điện luôn. Đấy, na đang đúc đầy đủ mà máy ngon gầm bệ chắc chắn, thay xe máy mà thay cả đôi đèn gầm đẹp rồi, form dáng đẹp luôn. Mà bây giờ để cho các bác có bao nhiêu đâu, có 120 triệu thôi các bác nhé. 120 triệu là giá Khả Năng ô tô đưa ra cho bà con thôi, còn em bán 138 triệu các bạn. Đấy, chuẩn chỉ chưa, làm thế là nét rồi. Còn nếu các bác nhiều tiền hơn một chút thì anh em lấy Kia Morning đi, số tự động đời 2014 với cửa tiền 260, bên em bao vào tên. Đó, Kia Morning 2014 nhé, cũng giống cái form con 11 kia, nhưng mà anh em mình cố lên 2014 thì nó là xe Việt Nam nhưng nó nhập ba cục, nhập ba cục, tức là nhập từng cục, từng phụ kiện máy một phát này, thân một phát, một vỏ và nội thất một phát, về nó nhập ba cục nên gọi là nhập, vẫn là nhập đấy, nhưng mà form mới rồi, đẹp sạch sẽ này. Con này thì bàn bi đầy đủ. Đấy, chiếc này thì để cho các bác là 260 nhé, không hỗ trợ góp được, tất cả xe đời 2015 vẫn hỗ trợ góp nhé. Đây còn i10 đời 2022 bây giờ em để cho các bác chuẩn giá chỉ có 301-320 thôi, bao vào tên. 301 là để cho các bác đi luôn này, một chủ từ đầu, xe đi ba bạn xịn, đồng hồ theo xe không tua, con nào tua bảo tua các bác nhé. Đấy, đây Hyundai Elantra này, chiếc này thì anh em giả lấy 400, mà nếu anh em cố lên một chút là 401 em bao sang tên cho các bác nhé. 401 bao sang tên được, đời 2017, bản GLS, độ đồ chơi full đồ chơi luôn. Chủ xe rất là yêu xe nên là độ rất là nhiều đồ chơi, keo chỉ zin cả xe, máy zin từ mặt thần cò luôn. Hyundai Elantra đời 2017, bản GLS số tự động các bác nhé. Dưới này thì cái Nissan Sunny này, Khả Năng ô tô đang đi công vụ này. Đây là một mẫu xe mà Khả Năng rất là tâm đắc, rất thích mua vì nó bền và nó rẻ. Nó rẻ thì phù hợp với tài chính của quý vị chị bà con. Trong khi đó tại sao anh em mình cứ nghiên cứu lấy mấy con Vios taxi ra 2016-2017 mà chạy dịch vụ, chạy taxi quá nhiều rồi. Tại sao anh em không lấy con Nissan Sunny đời 2019 với mức giá nhanh quanh khoảng tầm 280-290 thôi. Anh em mình lấy con này ngon hơn nhiều chứ. Mình mua là 265 triệu nhé. Mình mua con này 265 triệu các bác này. Mua lại của thợ thôi, không phải mua trực tiếp của dân. Nếu anh em nhân dân bán ra con này tầm khoảng 250 chứ mấy, thì bọn em mua lại của thợ cộng qua mấy vòng thợ rồi thì 265 triệu, thì không biết có đúng không, không biết anh bán bao nhiêu thì em không biết, nhưng mà con xe này nó xứng đáng với mức giá là 280 các bác nhé. Xứng đáng với 280. Đây này. Đấy, Matiz này, Matiz vừa về các bác nhìn này. Đấy. Matiz vừa về. Anh đang chơi à? Matiz đời này mấy anh? 203, chạy ô tô nhỉ? Đồ chơi hơn 50 triệu cơ à? Xem thử vắt nha. Đây là xe của ông anh chạy vừa đi mua về. Úi giời. Thằng này về bán bao nhiêu tiền nhỉ?
Hơn 30 các bạn. Rẻ thật. Rẻ lắm. Mấy con xe này thì phù hợp cho mấy anh em chạy tập lái với lại mấy anh em đi công việc. Mấy ông thợ sửa xe rất thích mấy con này vì nó rẻ. Bây giờ đang không có tiền mà tự dưng lấy con này về đi tránh mưa tránh nắng và chở thợ hoặc là chở đồ đi cứu hộ ngon luôn. Alo, em Khải Đăng đây. Dạ, em đây. Em anh ơi, em ở An Lão Hải Phòng anh ạ. Quang Trung An Lão Hải Phòng. Quang Trung đây, ngay chỗ cao tốc ấy. Đây đường cao tốc à? Vâng. Em ở mé bên chỗ đường cao tốc ấy ạ. Đúng rồi, anh ở đâu đấy? Thì anh đang ở bên Innova số tự động này, 300 đời 2012. Innova số sàn đời 2009 bản G200. Đó. CX5 thì có mấy mẫu các bác nhá. CX5 này. Có một chiếc màu xám ghi đây. Đời 2014 khoảng tầm 46. Đó. Tucson này 36 đời 2010 số tự động 2.0. Innova này đời 2008. 2013 chứ. Số tự động khoảng 300 các bác nhá. À số sàn chứ. Là 300 này. Chiếc này là xe của khách này. À, bán tải kia là Ranger độ Wildtrak đời 2015 370. Đấy, Pajero Sport này thì 108 bán được rồi. CX5 đời 2016 là để cho các bác là 408 là bán được rồi các nhé. Giá của Khả Năng Ô Tô đưa ra là chuẩn chỉ rồi. Suzuki APV 7 chỗ ngồi biển Hải Phòng đây. Chiếc này để cho các bác nhanh quanh khoảng tầm 106-107 anh em mình alo cho em. Đó. Dưới này là Innova đời 2015 này mà bản E nhé, để cho các bác 320. Vios đây, Vios rất là nhiều, đời cao các bạn, đời cao rất là nhiều luôn. Vios E có 2022, 2021, nên quanh khoảng tầm 400 các bác nhé. 400 hơn một tí, còn tùy theo xe, 2019, 18 thì có 340 thôi. Đây này, 340, 330 thôi. Mazda 2 này nên quanh khoảng 350, 340 tùy theo xe. Con này thì đời 2018 nên để cho các bác nên quanh khoảng tầm 307, 308 tùy xe. Và tùy cái nhu cầu của mọi người. Mọi người đến vừa bắt sang tên, vừa bắt đổi chủ, vừa bắt rút hồ sơ, vừa bắt làm tất cả mọi thứ thì các bác phải cộng lên. Còn nếu anh em mình bớt rồi thì anh em mình sẽ được hỗ trợ một cái giá tốt hơn các bác nhé. Soluto đời 2021 số tự động này giá rẻ 390 anh em mình lên đường rồi các bác nhé. Bản năng Luxury nhé. Bản nếu mà bản Denac thì nó chỉ khoảng tầm 37 thôi, nhưng bản Luxury thì 39 là các bác lấy rồi. i10 số tự động đời 2017 để cho các bác lanh quanh có 300 thôi là bao vào tên nhé. Đây là Vios E đời 2020 này, nó có 350 thôi. Kia Forte số tự động đời 2013 này 300 khoảng 290 là bán được rồi nhé. Antis đây. Đó, Antis thì nó có màu đen và màu bạc. Màu đen thì đời 2008 Khả Năng đang để bên Kiến An. Trước đấy thì em đang bán có 260 thôi, còn chiếc này có 220 đời 2009 thôi. Đó. Còn rất là nhiều sự lựa chọn quý vị chị và con anh em mình đừng để bắt khỏi màn hình nhá. Khả Năng còn rất nhiều sự lựa chọn đây. i10 đời 2020 giờ 280 các bác buộc rồi. Mazda thì đời 2019 thì chiếc này khoảng tầm xem nào, tính là hết giá để cho các bác nhanh quanh khoảng tầm 500 bao vào tên nhé. Một chủ từ đầu xe đẹp đấy, màu đỏ này. Attacker này đang thiếu giấy tờ, mấy lần chưa bán được các bạn. Khổ thế, mua công ty mà công ty nó đánh sai giấy tờ văn bản mà sửa chữa bây giờ khó khăn. Đấy. Vios đời 2015 nhá. Chiếc này thì 240 là bao vào tên nhé. Kia Forte 2012 280 290 là bán được rồi các bác nhé. Đây, Mazda 3, Mazda 2 đời 2016 khoảng 340, 350 thôi các bác nhé. Kia Rio này khoảng tầm 150 là bán được rồi. 150 đời 2009, 2011 này. Camry đời 2008 này, đời 2007 này để cho các bác 260 rồi, chuẩn giá 260 nhé. i10 đời 2018 này anh quanh khoảng 2019 nhé, 250, 260 này, 2018, 240 thôi. Đấy, 240 đời 2016 bản đủ này. Kia Cerato 2017 để cho các bác anh quanh có 350 thôi nhé. Đấy. Tiếp theo là một chiếc xe đẹp biển Hải Phòng tư nhân một chủ từ mới đời 2022, một chủ từ đầu này. Lanh quanh khoảng tầm khuôn đời 2021 chứ nhỉ, khoảng 400 là bán được rồi các bác nhé. Bao hồ sơ. Đó, còn ngoài kia còn rất nhiều những mẫu xe mới về mà Khả Năng sẽ lên sóng ngay sau bằng những video riêng nẻ từng chiếc một để quý vị chị và con tiện theo dõi. Rất nhiều sự lựa chọn các bạn. Xe nó có đầy. Anh em mình tha hồ lựa chọn. Tài chính thì anh em mình tùy thuộc vào anh em. Anh em mình hỗ trợ trả góp thì mình hỗ trợ 50-60%. Còn trả thẳng thì anh em mình qua cửa hàng em qua bớt nhé. Trả góp thì cũng hỗ trợ cho các bác gọi ngân hàng thôi. Tiền quý vị chị bà con tự trả nhé. Kia Cerato này thì mới bấm biển cho khách hay sao nhỉ. Đây, ASEAN mới về này các bác nhìn này. Đấy, ASEAN số sàn màu trắng đây. Đấy, chiếc xe mang nước sơn màu trắng rất là đẹp luôn. Bản đủ, cứng cáp, đẹp đẽ. Mang nước sơn màu trắng, cửa tiền anh quanh khoảng hơn 350 một tí, 360 là anh em mình lấy được 2018, 2019 rồi.
Đấy, biển Hà Nội tên tư nhân. Anh em mình quan tâm em sẽ quay video riêng cho bà con các anh chị luôn. Những mẫu xe bên em về thì biển số có đầy đủ, không thiếu gì cả. Anh em có thể check test thoải mái nhé. Còn xe đẹp thì giá đẹp, còn xe vừa vừa giá rẻ các bác nhé. Đây còn đầy nhiều xe đây quý anh chị bà con. Đấy, Vios kia là đời 2019 biển Hải Phòng, màu sơn màu đen kìa. Trước kia thì tầm 350. Kia Rio đời 2015 biển Hà Nội này, để cho anh em 340 là chuẩn rồi. Suzuki Vitara hai cầu số sàn đời 2005 các bác nhé. Để cho các bác là khoảng tầm chuôn 150 các bác nhé. Nhìn xe đẹp đấy, con này hai cầu đẹp nữa, sơn xi đẹp này, lốp nắp đẹp, nội thất này. Nội thất cũng rất là đẹp luôn các bác nhìn này. Đấy. Dòng này vậy anh em nào hai cầu anh em là thích đi hai cầu mới thích dòng này được. Đấy. Suzuki Vitara nhé. Hai cầu số sàn anh em Lạng Sơn rất là thích này. Anh em Lạng Sơn hoặc là Bắc Giang rất là thích nhé. Lâm Đồng với Đà Lạt cũng thích các bạn. Đây. Suzuki Ertiga số tự động đời 2019 mà biển đồng vàng nội em quay đây. Giờ để cho các bác 390 thôi, bao vào tên được chưa? Nhập khẩu Indonesia. 390 triệu không nhé. Rất đẹp, mang nước sơn màu bạc. Rất đẹp luôn, không phải đẹp bình thường đâu. Hyundai Accenter 2019 số sàn để cho các bác 350 thôi, được chưa? Quá ok luôn. Đấy, Mitsubishi Outrigger đời 2015 chính chủ khả năng ô tô đây. Chiếc này thì màu đỏ các bác nhé, màu đỏ xịn luôn đấy, mà xe đẹp lắm. Bản đủ, có tại dịch vụ. Tầm khoảng hơn 200 này anh em mình lấy được rồi. Đấy, xăng 4 lít này. Máy chấm 2, các bác nhìn này. Nội thất đẹp lắm. Nói chung là sơn xi đẹp. Nội thất đẹp, sơn xi đẹp, bản đủ nhá. Bản đủ thì nó được hai túi khí này, là đang đúc theo xe các bác nhé. Này đẹp, cứng cáp và giá tiền rất là ok. Đời 2015 có khi vẫn hỗ trợ trả góp được các bạn, vẫn hỗ trợ góp 50% được. Đấy. Nhiều tiền hơn anh em có thể nghiên cứu lấy Cerato đời 2019 bản premium này, 501 thôi. Đời 2019 nhé, bản Luxury này. Dưới này có i10 đời 2021, em mua chính chủ tính tên của anh Nguyễn Văn Nam, người Quảng Trị, đang tiến hành rút hồ sơ. Một con này sơn zin cả xe, gần như cả xe luôn, chỉ có tỉa một tí ở cái cản mấy chỗ nào đó, hôm nọ này sửa hết, sơn hết có 1 triệu thôi. Đấy, đăng kiểm tháng 4 năm 2024. Xe này thì một chủ từ mới này, đi chuẩn được có 7-8 vạn thôi các bạn, mới tinh, xe thơm mùi mới nhé. Keo chỉ zin hết và xe có đăng ký biển vàng để chạy dịch vụ, nhưng mà anh mới chạy được có hơn 1 năm thôi. Xe rất là đẹp và zin, màu trắng xịn không đổi màu. Chiếc này thì bên em bao check test thoải mái, hãng thoải mái luôn. Bên em đang bán là 320 các bác nhé. Bao sang tên ấy, giá này em bao sang tên cho các bác luôn. 320 các bác nhé. Đấy, bao sang tên bản sedan nhé các bác nhé, không phải bản hatchback đâu. Có Vios đây, Vios E đây các vị chị bà con này, màu vàng cát đây. Anh em nào đang hỏi Vios VE màu vàng cát mà giá tiền hợp lý thì khả năng có về một chiếc biển Quảng Ninh đây. Đó. Chiếc xe này đăng kiểm tháng 5 năm 2024 các bác ạ. Xe cứng cáp đẹp đẽ đời 2014 này. Đấy, giờ khoảng 260 là anh em mình này, 270 anh em mình lấy xe rồi đấy. Đấy, em 7 bao xăng tin, 260 là vừa vừa rồi. Anh em mình qua cửa hàng anh em mình lấy đời 2014 nhá. Em mang lớp sơn màu vàng cát. Dưới này có Kia Cerato này. Biển Hải Phòng mang lớp sơn màu đen đời 2016, cửa tiền anh quanh khoảng 390 các bác nhé. 390 bao sang tên đổi chủ, máy số zin, keo chỉ zin. Đời 2016. Đấy. Form dáng đẹp, sạch sẽ gọn gàng, keo chỉ zin hết, không lỗi, không đâm đụng bao gạm gì. Màn hình Android đầy đủ. Cruise control ga tự động, máy chấm 6. Hoặc là anh em có thể Kia Sorento đời 2016 phiên bản số tự động các bác nhé. Đó, chiếc xe này thì nó được trang bị động cơ 2.4 máy xăng đời 2016 số tự động, các anh em mình lấy màu trắng đi. Chiếc này thì em đang chào bán mức giá là 470. Đó, con kia là con Mazda đời 2013, 15 hay sao nhỉ, không nhớ nữa. Thôi rồi, xong rồi. Đấy, còn rất là nhiều xe khác quý anh chị con anh em mình chú ý theo dõi. Hàng ngày em về hàng chục chiếc á, anh em mình tha hồ lựa chọn này. Đấy, khả năng một lần nữa chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều và xin chúc tất cả quý vị chị bà con mạnh khỏe, thành công và may mắn. Hãy nhớ đăng ký kênh, follow và chia sẻ giúp em. Trân trọng cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn mọi người trong video clip tiếp theo.